mọi người, hiện tại thì Khánh cảm thấy rất là vui khi mà cái ngày sinh nhật năm nay của Khánh thêm ý nghĩa khi mà Khánh tự thưởng cho bản thân của mình thêm một chiếc ô tô nữa của Mercedes. Thì ngày hôm nay thì khi mà Khánh tới nhận xe thì Khánh thấy là Mercedes đã rất là ưu ái và chăm chút cho Khánh. Trời ơi, nói chung là tạo ra cho Khánh rất là nhiều bất ngờ, rồi nhảy múa ca hát tưng bừng, rồi nhận xe, rồi bắn pháo bông bùm 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 bùm, rồi uống rượu, rồi tặng hoa, rồi bánh kem, rồi chở đủ thứ hết nè. Các bạn thấy không nè, xe nè, thấy không, đây nó luôn nè, đó nghe không, có tên Khánh nè, đó đây thấy không, congratulations Duy Khánh Jojo. Quá trời luôn. Nhưng mà Khánh cảm thấy rất là vui và Khánh cảm ơn Mercedes-Benz rất là nhiều. Và bên cạnh đó là cảm ơn anh Hoàng. Anh Hoàng đã chăm chút và ưu ái và thương Khánh quá nhiều, tại cho Khánh một cái bất ngờ. Và đây là món quà sinh nhật đầu tiên của Khánh trong năm nay. Khánh sẽ còn nhận quà dài dài từ đến cuối tháng, nên là mọi người cứ tặng quà đều đều nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.